Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với Rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Ria Kia Minh. Và ngày hôm nay thì bên Ghana Free Fire họ ra mắt chúng ta đó là bộ đồ bóng đá anh em ạ. Và họ ra lại tất cả cái vòng quay bóng đá đấy, chỉ từ 30 kim cương. Giá khá rẻ so với việc mà hồi trước chúng ta phải tốn rất nhiều kim cương để sở hữu mấy bộ đồ bóng đá này. Đấy, thì cái sự kiện này để chào mừng Euro thì cái này tôi cũng đã dự đoán rồi, là khi mà cái ngày hội bóng đá của bên châu Âu quay trở lại thì chắc chắn là bên Ghana cũng sẽ tận dụng cơ hội này bán mấy cái đồ bóng đá. Trong này thì có bộ đấy là bộ Chrono đấy, với cả mấy cái bộ đồ bóng đá kia. Đấy, thì cái mấy cái bộ đồ bóng đá này nó là đồ bóng đá từ hồi World Cup năm 2018. Đấy, bây giờ bên Ghana lôi ra bán đi bán lại vẫn thơm. Đấy, nhưng mà đợt tới chúng ta sẽ có một cái đợt quần áo bóng đá mới nha anh em nhá. Đợt tới chúng ta sẽ có một đợt quần áo bóng đá mới anh em. Nếu mà thích cái đợt quần áo bóng đá mới ấy, thì anh em có thể chờ, còn không thì anh em lấy luôn. Đấy, mà hôm nay bên Ghana cũng rất bất ngờ là họ mở lại chúng ta đó là vòng quay M04 chiến tranh. Đấy, ảo anh em. Nhưng mà giá như nó có điều chỉnh một tí. Ví dụ như khẩu xung đột này sẽ là ba đá một sớ, nhầm đấy, còn khẩu có một khẩu nữa thì là 4 đá một sớ đấy, ảo lắm. Đấy, thì đây là khẩu M04 chiến tranh này. Đấy, thì anh em cũng có thể thử quay cái này cũng được. Đấy, tôi lại có sẵn 8 đá 3 sớ cái này, tại vì tôi nhớ là thời gian gần đây bên Ghana vừa mang trở lại cái vòng quay này đâu đó cách đây khoảng tầm tháng thôi. Đấy, tầm tháng trước bên tháng này lại cho quay trở lại. Đấy, cái khẩu chết chóc này một tốc độ bắn 2 tầm xa này, khẩu này dành cho anh em là vuốt tâm khá ngon này. Đấy, anh em nào mà không thích thay đạn mà thích vuốt tâm này thì cầm khẩu này khá ngon, mà nó có một sớ 4 đá thôi. Đấy, thì nói chung là giá nó cũng không phải đắt lắm. Đấy, giá không phải đắt lắm, anh em có thể quất mà không phải lo lắng gì cả. Đấy, anh em có thể quất. Đấy, ok, nhưng mà mình vẫn sẽ quay thử cho anh em xem tỷ lệ như nào. Đấy, xem có dễ ra đá không, tại vì thường mấy cái vòng quay súng này thì cái tỷ lệ ra đá nó không được cao. Đấy, nó thường hay bị ra bản vẽ đấy. Vừa nói xong phát ra ngay quả bản vẽ Khải Huyền. Đấy, là tiếp đi bạn ơi. Và cái bộ súng này nó là của sự kiện là thanh trừng năm ngoái, thì năm nay bên Ghana ra lại cũng hợp lý thôi. Đấy, ui lại ra bản vẽ tiếp này, đen chưa. Vâng, một đá thôi, và một đá nói chung là không thơm lắm. Đấy, nói chung không thơm lắm, từ đấy giờ không ra được nhiều đá như vậy. Tôi đánh giá này không được quá thơm. Bình thường thì cái tỷ lệ ra đá nó phải nhiều thì nó mới thơm, chứ còn ra bản vẽ nhiều, bản vẽ bạn đổi hết súng rồi, bản vẽ bạn chỉ vứt đi thôi. Đấy, có dùng để làm gì đâu. Đấy, đây là M04 chết chóc này. Đấy, căng chưa? Đấy, M04 chết chóc, nói chung là trông chết chóc lắm. Và nói chung là chắc là mình không đổi cái này nữa, tại vì mình cảm thấy là cái tỷ lệ ra đá nó không cao, nên là càng đổi càng lỗ. Đấy, càng quay càng lỗ. Tại vì nói chung là vòng quay nào ngon ấy thì phải ra nhiều đá, tại vì là chúng ta đổi đồ xong, sau này chúng ta vẫn có thể dùng đá ra vòng quay khác. Ok, đến vòng quay bóng đá nhá. Đến vòng quay bóng đá thì có gì hay? Vòng quay bóng đá thì chúng ta sẽ có cái hành động game là dễ. Đấy, hành động game là dễ này cũng được. Hành động của CR7, tôi nghĩ là mấy hành động này nó độc quyền, không bao giờ bán lại, và thực tế là bên Ghana vẫn bán lại. Đấy, ok con dê, đấy, ra quả Argentina. Nhưng cái vòng quay này anh em chú ý là khi mà chúng ta quay ấy, thì cái cứ mỗi lần quay xong nó sẽ reset lại cái tỷ lệ may mắn. Nên anh em chỉ cần quay cái này đâu đó khoảng 5 lần thôi. Đấy, ra được một vài cái áo, ra cái áo nào anh em dùng cái áo đấy. Còn anh em cố mà để quay ra cái bộ đồ anh em thích ấy, nhiều khi anh em lại không thích những cái áo nó ra, anh em cố thì lý cố lại toi anh em ạ. Đấy, áo Bỉ và áo Brazil này. Đấy, nói chung là cái bộ đồ cái này thì ra cái nào thì anh em dùng cái đấy, đừng cố. Đấy, cố là anh em sẽ bị sa đà vào cái bẫy, đó là cái bẫy tích lũy nó sẽ bị liên tục reset lại. Đấy, anh em mà cố là nó sẽ bẫy ngay, nó bẫy anh em ngay. Đấy, nên là đấy, cái reset, cái điểm may mắn nó sẽ liên tục reset lại. Nên là nếu như chúng ta cố để mà lấy hết cả bộ ấy thì sẽ rất tốn tiền. Nên là tôi nghĩ anh em chỉ nên quay độ khoảng 5 lần. Đấy, còn 5 lần tốn khoảng 1.500 kim cương thôi là được. À đấy, chúng được quả hành động game là dễ này. Và chúng được cả hai hành động luôn, và chúng hai hành động cùng một lượt, và căng đét và khét là lẹt ạ. Ok con dê. Đấy, thì tự test cho anh em thấy tỷ lệ nó cũng cao, nhưng mà để mà lấy full cả bộ thì không nên nhá. Ok con dê, đi test trang phục rồi. Mình đang mặc bộ trang phục tuyển Anh. Đấy, đeo quả đầu sừng để trông cho nó pro anh em ạ. Và đeo đầu sừng cho nó trông nó vẻ pro, trông anh em thấy tôi mặc giống kiểu cư tú không? Đấy, mặc trông như cu tứ cái mình luôn, mà đây là cu ri. Đấy, đây là cu ri bắn gà nhất Việt Nam. Ô kìa, ui thằng anh hùng bàn phím này, thằng anh hùng bàn phím này, team mình có ông mặc đồ vòng quay vàng ạ. Đấy, này thì toang chưa? Đấy, ông ấy trẻ trâu nhất, vãi cả tên. Đấy, mặc đồ anh hùng bàn phím. Ôi, thôi xong rồi, và phí anh Clolo rồi. Và team mình bắn phải tốt nha.
Và hôm nay khi không làm mà vẫn có ăn rồi anh em ạ. Và không làm, úi xưa xưa đấm nhau kìa. Và ui đấm nhau kìa, thằng mặc đồ ninja thần chết đang bỏ chạy vì bị team mình đấm. Ui một đấm. Và thanh niên băng băng xe, gãy ngay gãy ngay. Ai ảo ảo thật đấy. Và team mình thi đấu vẻ uy tín, thi đấu vẻ uy tín anh em ạ. Ok. Mua gì ta? Làm khẩu Uzi nhỉ? Làm khẩu Uzi lên giao lưu học hỏi. Tôi không thích khẩu Uzi lắm, thật sự. Đấy, cái hôm ở bản test, à khẩu Uzi này nó ngon khi mà chúng ta chơi chạy bo thôi. Thế còn chơi tử chiến này nó cầm MP5 nó bắn từ đầu kia, tức là nó biết chúng ta chạy đến từ đâu ấy. Khẩu Uzi này nó chỉ mang tính bất ngờ thôi, chứ còn gọi là đem ra thực chiến thì nói thật là nếu mà đối phương có giáp khẩu Uzi bắn như gãi ngứa, đấy, bắn như mũi đốt inox, mà mũi đốt inox mà inox lại đốt mũi. Định đẩy ở đây để đẩy láo à, đẩy láo là mình sẽ xin cái mạng. Bên kia có thằng nó đứng như trời trồng kìa. Vâng, thằng kia này thì đẩy đẩy láo với chúng tôi, gãy ngay gãy ngay, đẩy láo với chúng tôi. Khẩu này nhiều khi nó hay nó làm phát vào đầu đấy, đẩy láo. Còn một thằng nó đến lượt mình đẩy láo thôi. Tầm này game là dễ, game là dễ, xin thêm một mạng. Vâng, cái khẩu gì thì nhiều khi đạn nó rất ảo nhá, đấy, đạn nhiều khi nó rất là ảo ảo tung hết cả trào anh em ạ. Ok con dê, mua khẩu shotgun lên chơi với địch à. Đấy, tầm này ngại gì va chạm, game là dễ. Tầm này địch cũng làm gì biết chơi, cần gì bom keo bom củng gì đâu. Đấy, anh em thấy không, cầm khẩu chiến tranh vàng chóe này. À khẩu này không phải khẩu chiến tranh, khẩu này là khẩu dịch bệnh. Đấy, trông vàng chóe rất là loại, nhìn được nó. Đấy, một tốc độ bắn 2 tầm xa dành cho anh em thích vuốt tâm. Ok, wow, để xem trình độ vuốt tâm của Kukuri. Đấy, Kuri đáng yêu. Đấy, Kuri đệ tử cô tứ. Đấy, đẩy lên thôi. Ây da, uầy, vãi cả trưởng, nó bắn tôi phát chết luôn anh em ạ. Vâng, nó bắn mình phát chết luôn kìa. Hay quá, đồng đội mình có pha cover kịp. Vãi nó bắn tôi phát tôi chết luôn anh em ạ. Ảo, ảo thật đấy. Vâng, ảo, ảo thật đấy. Chả hiểu nó bắn kiểu gì, bắn tôi phát chết luôn ạ. Đấy, không sao, đồng đội gánh, chơi đồng đội gánh hết. Đấy, ông cái gì phi thiết rồi cái gì cờ lờ kia, bắn được của nó đấy. Đấy, chạy đầu sầu, chạy đầu sầu một cháo. Đấy, làm sao, làm thao nó thịt thì mình rồi, làm thao, ui, ui, xôi tuổi luôn. Vâng, xin cái tuổi, cái khẩu mình nó đang cầm cái gì ấy. À, cộng sát thương hay cộng gì tôi cũng không nhớ. Đấy, sau mấy ván đấu thì team tôi có dấu hiệu quăng game. Đấy, team tôi sau khi mà thắng nó 3-0 ấy thì là thanh niên cờ lờ với thanh niên phi thiết là FV thiết là có dấu hiệu quăng game anh em, dấu hiệu phá. Đấy, cả thanh niên ha 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 nữa. Đấy, dấu hiệu phá. Đấy, anh em thấy BD không? Đấy, nó lại có dấu hiệu phá thôi anh em ạ. Bực cay thật sự, bây giờ lại thua lại 3 ván rồi. Đấy, thua ván này toang. Đấy, cứ ra phá thôi. Đấy, chịu luôn. Đấy, ok nhưng mà không sao. Và hai tay hai đúp như thường lệ. Đây rồi. Đây rồi, này thì đứng thập thò cửa sổ với chúng tôi. Nào, ơ kìa. Đấy lại phá rồi. Đang ngắm thì nó lại chả hiểu sao cứ có những thằng phá rất khó chịu nhá. Đấy, thề luôn anh em. Đấy, thắng 3-0 rồi xong bắt đầu phá game kiểu như là không cho mình thắng ấy. Đấy. Lại ném bom khói, cái thằng FV thiết này nó rất là ốn hạn nhá. Đấy, thằng FV thiết này nó rất là ốn hạn nha anh em nhá. Nó rất là ốn hạn, nó cứ đặt bom keo với cả nó ném lựu khói nó phá tôi từ nãy giờ. Đấy, cay thật sự luôn, thề với anh em luôn, thề cay thật sự với cả cái mấy cái thanh niên mà chơi phá game kiểu như này. Đấy, kiểu như mình chơi rất nghiêm túc, anh em thấy tôi chơi nghiêm túc không? Chơi cực kỳ nghiêm túc luôn, nhưng mà có những thanh niên nó rất ốn hạn, nó cứ phá mình. Một cháo, làm sao, ui, né được kìa. Vâng, rồi, đặt, cho mày đứng đấy đặt bóng keo đấy. Vâng, cho cậu đứng đấy đặt bóng keo đấy. Làm sao. Đấy, ui, làm sao. Leo nóc nhà bắt con gà kìa. Đấy, leo nóc nhà bắt con gà. Leo nóc nhà này, leo nóc nhà với chúng tôi, leo nóc nhà rồi bắt con gà này. Đấy, ai chết nó bắn tôi anh em ạ. Nó bắn tôi, không ổn lắm. Đấy, thanh niên FFI thiết chết chưa? Đấy, ui chết rồi, bò đến rồi. Vâng, bò đến rồi, đau thế nhỉ. Vâng, bò đến rồi, đau thật sự ạ. Vâng, đây, té vào đây, đứng nói. Đấy, chưa thấy địch đâu. Đấy, không biết là địch đang đứng ở đâu. Đấy, thanh niên FFI thiết, chùm phá game. Đấy, thằng ấy với thằng ha ha là hai thằng ấy nó rủ nhau, nó phá từ trận mà thắng 3-0 đến bây giờ. Cay thật sự luôn, và riêng may của ông cờ lờ là thi đấu nó uy tín. Đấy, phá game thế chịu, bó tay. Đâu rồi, vâng, địch còn một thằng đấy anh em ạ. Đấy, FV thiết lại lên chuẩn bị thể hiện độ o cho bản thân này. Vâng, chuẩn bị thể hiện độ o cho bản thân này. Kiểu gì cũng chết rồi mà xem. Đấy, o cho lắm, không được cái tác dụng gì, toàn chết thôi. Đấy, đẩy lên lại chết này. Vâng, khéo chuẩn bị chết thằng địch này.
Ê, tôi cứ đứng dưới này cho nó chắc cú anh em ạ. Và đứng dưới này cho nó chắc củ chắc. Đấy, thấy chưa? Nói có sai đâu. Nói có sai đâu. Ây à, thanh niên thập thò. Vâng, thanh niên thập thò. Thanh niên thập thò. Ôi, chết rồi, xong rồi. Chết rồi, toàn. Thôi, một pha xử lý đi vào lòng đất rồi. Thôi cố lên bạn cờ lờ ơi. Đấy, hay quá. Em một pha bắn lên được cờ lờ. Thắng rồi anh em. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Kiều Minh, đừng quên để lại bình một like và subscribe nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye bye.